Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, ông Nguyễn Đức Tú Anh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Hải Châu, Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh việc nhóm lớp mầm non độc lập Little Kings bị tố cho trẻ ăn bún thiu gây đau bụng. Cô NP giáo viên nhóm trẻ Little Kings, Hoàng đế nhỏ tại đường 30 tháng 4, quận Hải Châu, Đà Nẵng cho hay, ngày mùng 6 tháng 8, khi cô còn làm việc tại nhóm trẻ, trong buổi sáng, bún dùng cho trẻ ăn có mùi chua. Nhưng khi báo cho quản lý thì quản lý vẫn nói bún không có mùi gì và vẫn cho ăn bình thường. Một lúc sau có quản lý khác đến và yêu cầu chỉ cho trẻ ăn nước thôi vì bún có mùi. Cô P cũng chia sẻ các tin nhắn nội bộ trao đổi về việc bún thiêu trong đó lớp 12 đến 24 tháng tuổi có 3 cháu đi ngoài dạng lỏng. Cô P sau đó đã đăng lên mạng nội dung tố nhóm trẻ này cho các cháu ăn bún thiêu khiến nhiều cháu đau bụng. Bài đăng kèm theo những đoạn chat nội bộ của quản lý nhóm trẻ và các giáo viên trao đổi một số trẻ đau bụng, nghi do bún bị chua nhưng quản lý nói là trụng bún. Phụ huynh B, người có con học tại nhóm trẻ này nói rằng con bà bị tiêu chảy đi ngoài nhiều lần nhưng bà B tưởng do việc ăn uống buổi tối trẻ bụng yếu nên đau. Đến khi thấy bài đăng bún thiêu của cô P, bà B và một số phụ huynh nhớ lại cùng thời điểm, các con của họ đều tiêu chảy. Quản lý nhóm trẻ trả lời chưa thỏa đáng, nhiều điểm lòng vòng khiến họ bức xúc. Bà B, một phụ huynh của trẻ nói, đại diện nhóm trẻ nói vòng vo là chưa có quyết định gì đó của phường về việc cô cấp dưỡng nghỉ. Nhưng tất cả phụ huynh đều biết không ai đã nghỉ việc lại ký tên vào tờ giấy cả. Nghỉ việc cũng không cần phường xác nhận phụ huynh này mong muốn cơ quan chức năng xác minh việc có hay không bữa ăn bẩn ở trường và chất lượng suất ăn bán chú của trẻ. Bà Lương Thị Thùy Nhụt, quản lý nhóm trẻ độc lập Little Kings đã lên tiếng xác nhận sự việc trên. Theo thực đơn, hôm đó 58 cháu ở tất cả các độ tuổi ăn món bún bò vào buổi sáng. Khi nhận được tin báo từ bếp bún có mùi, bà đã yêu cầu cho dừng lại, không cho trẻ ăn và đổi một đơn vị khác mang bún tới. Tuy nhiên, khi mang số bún này trụng nước sôi thì vẫn có mùi nồng đặc trưng bốc lên cũng y như lần một chứ không phải bún bị thiêu. Bà Như cho biết thêm các cô giáo đã theo dõi sát sao tình hình của các cháu suốt ngày hôm đó. Tới giờ trả trẻ cũng không có gì bất thường. Một số cô giáo khi trả trẻ cũng báo là cháu bị đi ngoài cho phụ huynh. Bà nói sau hôm xảy ra vụ việc toàn bộ trẻ vẫn đi học đầy đủ, không có bất thường gì về sức khỏe nên không thể nói trường cho các cháu ăn bún thiêu gây đau bụng tiêu chảy. Những ngày tiếp đó, nhóm trẻ cũng không nhận bất kỳ phản ánh nào của phụ huynh về việc bị ngộ độc tiêu chảy, nhập viện. Mặt khác, nếu cô P tố sự việc này ngay hôm đó, chúng tôi sẽ lấy mẫu lưu ra để xét nghiệm. Giờ đã qua nhiều ngày nên hoàn toàn không có căn cứ. Mới đây, ông Đặng Lương Minh Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ia huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, đang phối hợp với công an huyện xác minh làm rõ thông tin một nữ sinh lớp 8 mang thai nghi do bị cha dượng làm hại. Theo thông tin ban đầu, trước đó, phòng khám sản của Trung tâm Y tế thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, tiếp nhận bệnh nhân nữ NT, sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 8, được chuyển từ phòng khám nhi xuống với kết quả siêu âm bụng có một thai nhi trong tử cung khoảng 15 đến 16 tuần. Bước đầu, người mẹ và cháu NT trình bày cháu bị cha dượng làm hại nhiều lần. Mẹ cháu Tây hỏi chồng về sự việc thì người đàn ông này thừa nhận hành vi đồi bại của mình đồng thời hứa sau khi trăm người nhà bị bệnh sẽ ra đầu thú. Tuy nhiên, trong lúc Trung tâm Y tế thành phố Pleiku chuẩn bị hồ sơ để chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, thì người mẹ và cháu bé đã bất ngờ rời khỏi trung tâm. Theo ông Điệp, sau khi nắm thông tin, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo công an xã xác minh báo cáo lên công an huyện để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Iagrai ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đăng Trường, 36 tuổi, ngụ ở huyện Iagrai để điều tra về hành vi trên. Theo công an huyện Iagrai, bước đầu Đỗ Đăng Trường khai đã hai lần khiến cháu gái NT làm cháu mang thai. Những lần Trường làm hại cháu T đều không có vợ Trường ở nhà. Vừa qua, Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quá trình thực hiện hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng hồ chứa nước cánh tạng Lạc Sơn Hòa Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Việt, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Lạc Sơn, Bùi Văn Thơ, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, Bùi Văn Nam, công chức địa chính xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại số tiền do nhà nước bồi thường về đất không đúng đối tượng là 1,8 tỷ đồng. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn Thơ, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Dửn, bí thư trị bộ xóm Sào, xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Bùi Văn Sửm, phó bí thư, trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dưng, phố xóm xào, xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn và Bùi Văn Kỳ, cán bộ lao động hợp đồng Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Lạc Sơn là đồng phạm với Bùi Văn Dừng và Bùi Văn Sửm. Riêng Bùi Văn Kỳ và Bùi Văn Dưng đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản đã bị khởi tố bị can trước đó. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 26 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo Lê Viết Lâm, sinh năm 1993, trú tại xã Phú Diên, huyện Phú Vang, giám đốc công ty cổ phần thương mại Đức Phương. Theo cáo trạng, từ tháng 5 năm 2022, công ty cổ phần thương mại Đức Phương do Lâm điều hành bị thua lỗ, nợ lên tới 5 tỷ đồng. Vì vậy, Lâm lợi dụng mối quan hệ quen biết với bà Võ Thị Hát, sinh năm 1967, để thực hiện hành vi lừa đảo. Lâm bịa ra câu chuyện mình là con nuôi của lãnh đạo công an tỉnh Thừa Thiên Huế và nói rằng bố nuôi đang cần mua đất tại thành phố Đà Nẵng nhờ Lâm mượn tiền giúp. Tin tưởng vào mối quan hệ giả mạo này, bà Hát đã đồng ý cho Lâm mượn tiền. Sau 3 lần giao dịch, tổng số tiền mà bà Hát đã chuyển cho Lâm là 1,8 tỷ đồng. Để có tiền cho bị cáo mượn, bà Hát đã phải vay mượn từ người thân và cầm cố nhiều tài sản của mình như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ hưu trí, sau nhiều lần yêu cầu bị cáo Lâm hoàn trả số tiền đã mượn nhưng không được, bà Hát nhận ra mình bị lừa và làm đơn tố cáo Lâm tới cơ quan chức năng. Tại phiên tòa, bị cáo Lâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận. Bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bà Hát và bị hại cũng có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lâm. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Viết Lâm 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.